Lần này chúng ta cùng nhau vẽ một vài cái hình để dùng trong SketchNote hoặc là trong sơ đồ tư duy nhé. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có một vài cái hình quen thuộc, ta có thể mượn ở ngay trên điện thoại hay là trên máy tính ha, các phần mềm trên máy tính. Tôi lấy ví dụ ha các bạn ha, tức là điện thoại nè, chỉ chúng ta vẽ cái điện thoại, ta cứ vẽ cái điện thoại bình thường nha, cứ vẽ bình thường này. Ví dụ như nếu mà chúng ta mô tả quen thuộc với điện thoại iPhone thì chúng ta vẽ iPhone theo kiểu này thôi ha. Đó là xong cái điện thoại này. Đó. Ví dụ như vậy thì khi mà các bạn ghi về điện thoại nói là hãy gọi cho tôi hay là cái gì đó chẳng hạn, các bạn ghi số điện thoại coi như là xong. Các bạn hiểu ý không ạ? Đây là điện thoại ha. Đây. Lấy ví dụ như là các bạn tiếp tục là vẽ cái đường địa chỉ internet ha. Thì thông thường các bạn sẽ vẽ cái hình quả địa cầu. Tôi lấy ví dụ như là các bạn có thể vẽ theo kiểu này ha. Không nhất thiết phải vẽ ấy đâu, các bạn có thể vẽ thành các đường thẳng cũng được nha. Đó. Thì cái này á, tức là link hay là địa chỉ internet gì đó ha, hay là web. Các bạn có thể viết chữ web cũng được, hay viết cái chữ kia cũng được. Đó. Các bạn có thể sử dụng thêm một cái ký tự nữa, ví dụ trên điện thoại á. Các bạn muốn gửi mail, các bạn nhìn thấy cái địa chỉ hộp mail đúng không? Đây là địa chỉ mail này. Đây là địa chỉ gửi mail nha, địa chỉ gửi mail. Gửi thư ha. Gửi thư. Còn nếu như mà gửi thư điện tử thì các bạn biết rồi ha, các bạn chỉ cần viết cái chữ amoc thôi đúng không? Amoc là thư điện tử. Đó, ví dụ như vậy. Mà bây giờ chẳng hạn như là một vài cái nữa ha. Chúng ta có cái địa chỉ vật lý này, tức là các bạn xem trên Google Maps á, chúng ta thấy cái biểu tượng này nè, bạn thấy không? À, thì đây là cái, tất nhiên các bạn có thể vẽ thêm cho nó màu sắc cho nó hấp dẫn thôi. Thì đây là vị trí ở đâu đó, chẳng hạn như là nhà hàng hay gì đó thì các bạn có thể là ghi theo kiểu này. Được chưa? Đây. Các bạn xem trong mail á, nó có đánh dấu cái dấu sao á. Thì các bạn có thể vẽ dùng dấu sao. Sao này tức là 6A. Ví dụ như thế ha. Cái dấu sao. Tức là đây là cái dấu hiệu là yêu, là thích đúng không? Dấu hiệu thích. Các bạn có thể vẽ cái thumbnail cũng được ha. Hoặc là chúng ta có thể gõ chữ yêu, yêu thì dễ rồi đúng không? Các bạn vẽ quả tim nghĩa là ra chữ yêu đúng không? I love you đó đúng không? Yêu. Đây. Một cái nữa ha. Cloud đúng không? Lưu trữ trên cloud hay là thư điện tử gì đó các bạn sẽ vẽ. À, cái này là đó, lưu trữ, ví dụ như cần lưu trữ lên trên đám mây thì các bạn vẽ cái ký hiệu này, lưu trữ trên đám mây. Rồi muốn nói về cái chuyện là được ghi âm đây, bật mic được nói ha, phải phải nhớ tắt mic hay gì đó, cần vẽ cái mic, vẽ rất nhiều cách, vẽ cách nào cũng được. Đây là nhớ là đây là ký hiệu của micro đúng không? Ký hiệu này là ký hiệu của bật hay tắt video. Bật hay tắt video. Nếu như chúng ta muốn hẹn là gặp nhau ở trên phần mềm Zoom hay hay meeting hay là cái gì đó hay team thì thông thường các bạn có thể viết cái chữ thẳng hoặc là các bạn sẽ viết thêm. Lấy ví dụ như là viết như thế này ha.
và các bạn viết thêm chữ dâm đúng không? Đúng không ạ? Hay là chúng ta viết cái chữ được kiểu này ha, trên Google Meet chẳng hạn. Đó thì các bạn sẽ có những ký hiệu mà sử dụng nó rất là nhanh. Đây, tiếp tục mượn cái ký hiệu trên điện thoại ha. Các bạn sẽ xem cái ví dụ như cái lịch đó, calendar của mình á, mình có thể vẽ cái tờ lịch theo kiểu này. Tờ lịch của chúng ta đây này, nó có hai cái dấu để treo tờ lịch lên đúng không? Và có thêm một con số gì đấy. Các bạn vẽ đại con số gì đó cái ngày mà mình có thể thích ha. Tôi ví dụ tôi viết số 10. Đó. Thì nhìn này là biết ngay đây là tờ lịch. Được chưa? Ý nói là ví dụ như deadline là gì ha, thì các bạn sẽ ghi cái tờ lịch này. Rồi các bạn nhìn trên đồng hồ đó đó, nó có cái ký hiệu về về đồng hồ. Thì các bạn có thể vẽ đại này thôi. Thì đây là ký hiệu, đây là lịch nhé. Đây là đồng hồ. Tức là nói về chuyện giờ giấc. Còn nếu mà nói về chuyện mà cần phải báo thức nó thiết gì thì các bạn sẽ vẽ cái đồng hồ mà có thêm cái núm chuông. Đúng không? Ví dụ như là cần phải đúng giờ gì đó. Nha. Tôi lấy ví dụ là các bạn có thể vẽ cái đồng hồ theo kiểu này, có thêm hai cái chân, đồng hồ đeo bàn, thông thường là đồng hồ đeo bàn. Như đây có nghĩa là phải dậy đúng giờ nha, dậy đúng giờ. Tất nhiên mình ghi là dậy đúng giờ nhưng mà có thể là phải cái gì đó mà cần phải có deadline chẳng hạn ha, thì mình có thể là deadline theo giờ thì có thể là cái này. Thì cái đây là những cái bảng mà các bạn sử dụng á, thì nó phải nhất quán, tức là chúng ta sẽ có một cái bảng riêng, mỗi người sẽ có một cái bảng riêng để nhất quán. Thì đây là những ký hiệu mà tôi gợi ý cho các bạn thôi ha, để các bạn có thể nghĩ ra những cái ký hiệu riêng của mình. Ta lấy ví dụ tiếp ha, ví dụ tiếp chẳng hạn như là các bạn nói về một cái rào cản, thì các bạn có thể vẽ ngay cái rào cản giống như ở công trường á. Cảm thấy ở công trường không? Công trường nó có cái rào cản, nó có các dấu gạch mà vàng đen gì đó. Ví dụ như các bạn có thể vạch như này thôi, các bạn cắm hai cái cây đó, thì đây là rào cản hay là trở ngại. À, thì các bạn viết thì các bạn thấy là ví dụ như là trên con đường đi của chúng ta gặp những trở ngại gì, thì các bạn hay là lĩnh vực nghiên cứu này thì gặp các trở ngại sau, thì các bạn vẽ cái này xong các bạn vẽ tiếp các trở ngại, vẽ tiếp các cái ý, triển khai các ý. Bạn, ok này. Hiểu ha? Đây, đây là trở ngại. Đây, và cái thêm một ký hiệu nữa đi ha. Ký hiệu nữa là ký hiệu mượn trong máy tính luôn ha. Là ký hiệu chúng ta cần phải cài đặt. Cài đặt một cái gì đó ha. Thì chúng ta tên mượn cái ký hiệu của iPhone, trên iPhone á. Các bạn nhớ không? Nó có cái ký hiệu cái bánh răng á. Ví dụ ha, các bạn vẽ theo cái ý, cái các bạn sẽ vẽ đẹp hơn, tôi vẽ đại thôi. Các bạn hiểu cái ý của mình ha. Đó. Thì cái ý này của chúng ta nó là cài đặt. Có bạn thì thích là vẽ cài đặt là cái kiểu này ha, cái không biết là cái này cái gì, cái cờ lê đúng không, cái cờ lê ha. Các bạn thì thích vẽ theo kiểu này, đó là cài đặt. Thì tùy các bạn ha, các bạn thích cái gì thôi, thì các bạn cứ việc vẽ nó vào cài đặt, thì cái cờ lê có thể mở đồ thứ đó. Đó thì chúng ta hiểu nó từ cài đặt. Đây thêm một số cái trong cuộc sống thông thường mình chúng ta hay gặp ha, ví dụ như là các bạn gặp cái ký hiệu này ha, tức là ký hiệu về cái loa đúng không, ký hiệu về cái loa hay là đồn thổi hay là gì đó, thì cũng là cái từ này ha, cái loa hay là đồn thổi. Ok mà đây cái hay vẽ về ví dụ như khi chúng ta học thì trang thiết bị để học tập online thì thông thường nó cái máy tính, chúng ta vẽ luôn cái máy tính ở đây đó.
Cận vẽ tức là miễn sao ta hiểu được thì thôi ha. Đó. Như vậy vẽ này là hiểu cái máy tính rồi. Có bạn nào vẽ thêm 3D thì càng tốt, nhưng mà chỉ sợ nó tốn thời gian thôi, đúng không ạ? Chỉ sợ nó tốn thời gian. Rồi nhiều khi á, chúng ta nói đến cái chuyện là giải lao ha. Giải lao thì nhiều khi chúng ta chỉ cần vẽ cái ly nước thôi. Ví dụ như ta vẽ cái ly nước này ha. Chỉ cần vẽ cái ly nước này thôi. Đó. Bạn vẽ cái quai nó ngắn ngắn lại tí xíu ha, thì nó sẽ nhìn nó rõ hơn. Đó, và chúng ta sẽ hiểu là à, đây là giờ giải lao chẳng hạn. Giải lao thì mới đi uống nước đúng không? Đó, thì các bạn chỉ cần vẽ như vậy thôi là tự dưng chúng ta hiểu rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta hiểu. Người ta tách ra cái ý nhóm bên đây là một cái nhóm khác nữa ha. Lấy ví dụ như là chúng ta nói về cái chỗ tư duy đi ha. Về tư duy, tức là về những cách suy nghĩ cái thứ đó. Thì ví dụ như là chúng ta sẽ có một vài cái quy ước. Chẳng hạn như là cái dấu chấm than này. Dấu chấm than này. Tức là ý nói là quan trọng. Thì khi các bạn triển khai sơ đồ tư duy hay là gì đó, các bạn có thể vẽ theo kiểu này nè, các bạn vẽ ý này ha, các bạn vẽ dấu này là đủ rồi ha, là điểm quan trọng là, đúng không? Điểm quan trọng là, tới ví dụ ha, là phải cân bằng. À, cân bằng thì có nghĩa là chúng ta sẽ vẽ một cái cân, vẽ một cái cân có hai cái cục gì đó trên đây, đấy là ý của cân bằng, là cân bằng giữa cái gì và cái gì, các bạn sẽ vẽ tiếp ha. Rồi điểm quan trọng thứ hai là phải tôi lấy ví dụ ha, là phải bảo tồn. Cái ký hiệu bảo tồn thì chúng ta có thể vẽ thành cái giáp sắt này, cái giáp à không phải, cái khiên chứ, cái khiên để chúng ta chống dùng kiếm chém nhau á, có cái khiên để đỡ người á, thì chúng ta tưởng tượng cái hình ảnh của bảo tồn ha. Thế thì dấu chấm than này là quan trọng nè. Cái thứ hai á là cái dấu chấm hỏi ha. Dấu chấm hỏi à, đúng không? Thì chúng ta biết nhìn dấu chấm hỏi rất là đây là cái một cái phần là đặt câu hỏi hoặc là vấn đề cần phải giải quyết đúng không? Vấn đề cần giải quyết này, cần giải quyết này, hoặc là cũng có thể là nói là đây là cái định nghĩa hay gì đó cũng có thể đánh dấu chấm hỏi ha, hay là câu hỏi đó, hoặc là một sự thắc mắc, đúng không? Thắc mắc. Đó các bạn. Ha, có thể hai dấu này là các bạn thấy trong này rồi. Cái dấu thứ ba là ví dụ như là nó có thể dẫn đến một cái nguy hiểm gì đó, các bạn có thể mượn cái dấu cảnh báo nguy hiểm. Cảnh báo nguy hiểm của công trường á. Các bạn nhớ không? Cái này là cái biển cảnh báo nguy hiểm nha. Trên hệ thống giao thông đường bộ á. Nguy hiểm. À, các bạn vẽ như vậy cái là lập tức sẽ hiểu à, tức là hay là cần cẩn trọng ha, cần lưu ý đó, cần lưu ý thì đó là cảnh báo nguy hiểm. À, về cái xu hướng ha, thì các bạn có thể nhà vẽ đại tôi nhát thử, ví dụ như tôi vẽ cái dấu xu hướng theo kiểu này ha, tức là đây này nói ý nói là xu hướng. Ví dụ như là xu hướng du lịch hay là xu hướng nghiên cứu ha, xu hướng nghiên cứu. Rồi về cái chữ về cái nghiên cứu á, thì nó sẽ có một vài cái khái niệm ha. Lấy ví dụ như là nếu như mà chúng ta nói về cái chuyện là tìm kiếm khám phá thì các bạn chỉ cần vẽ kính lúp các bạn xoay theo chiều nào cũng được ha. Là ví dụ như tôi vẽ kính lúp theo kiểu này. Đúng không? Các bạn vẽ thêm cái vòng nữa ha. Thì nó đó là kính lúp. Đó. Thì đây là tìm kiếm. Hoặc là khám phá. Ha. Tìm kiếm, khám phá. Mấy các bạn nhìn được không ha? Chút xíu. Đó.
Thì vẽ các bạn vẽ này. Rồi các bạn nếu như các bạn mà thể hiện cái sự nghiên cứu á, thì thông thường là người ta sẽ dùng cái kính hiển vi đúng không? Đây là kính lớp nha. Còn cái kính hiển vi thì người ta sẽ chỉ cái sự nghiên cứu giống như nghiên cứu vi trùng vậy đó. Thì các bạn có thể vẽ cái kính hiển vi theo kiểu như này. Đây, tôi lấy ví dụ thôi nha. Các bạn vẽ đơn giản thôi nha. Chứ vẽ mà nó phức tạp quá thì chúng ta lại không mất thời gian cho chuyện này thì lại không không hay. Đó. Thì đây là cái kính hiển vi. Đó. Thì đây là việc